À, xin chào các bạn đây là ba cái sản phẩm tiêu dùng của Mỹ mà rất là nhiều khách hàng của Huy dùng luôn đây cái thứ nhất là kem đánh răng của Mỹ và cái kem đánh răng này là cái điều mà Huy cảm thấy thích nhất từ cái kem đánh răng này đó là khi mà Huy đánh á thì cảm giác là răng miệng của mình nó rất là sạch à, nó sạch gọi là nó sạch cái mảng bám của mình rất là dễ chịu luôn có là mình đánh buổi sáng xong đến buổi trưa mình ăn cơm xong mình vẫn cảm thấy là cái mảng bám của cái răng miệng của mình á, nó vẫn sạch nó hơi thở nó vẫn còn thơm thôi đó là về cái kem năng răng này. Ngoài ra nó có rất là nhiều thứ mà mình xài mình trải nghiệm thì mình rất là thích luôn mọi người à. à. Còn cái này là lăng khử mùi của mỹ và khi mà chúng ta bị hay bị gọi là cái mùi gọi là mùi cơ thể ấy, hay là nách của chúng ta hay tiết ra mồ hôi á thì chúng ta nên dùng cái sản phẩm này và rất là nhiều khách hàng của huy dùng cái này rồi cho phản hồi rất là tốt luôn. Đây rồi cái thứ ba đó là dung dịch vệ sinh. Dung dịch vệ sinh này thì chắc hẳn là mọi người biết là cái công dụng của nó, có là nó có rất là nhiều công dụng thì cái này không cần phải nói mọi người cũng biết rồi ha. À và cái video clip này huy quay bởi vì có nhiều người hỏi là bên em có sản phẩm này, 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 này không thì lúc đó là huy quay để cho mọi người biết là bên công ty huy có phân phối cả sản phẩm này và sản phẩm này là rất là nhiều người dùng luôn cho nên nếu như anh chị em nào mà muốn sở hữu ba cái sản phẩm này hay là một trong ba cái sản phẩm này thì chỉ cần liên hệ để là tên và số điện thoại dưới cái đoạn video clip này thì lúc đó là huy cùng các bạn trợ lý của huy sẽ liên hệ tư vấn cho anh chị nha xin chào và hẹn gặp lại